Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucky London. Và như các bạn thấy ở đây thì điểm đến của chúng ta hôm nay chính là store của Muji. Theo như mình nghĩ thì rất nhiều các bạn trẻ ở Việt Nam cũng đều đã biết đến tên của thương hiệu này rồi. Thậm chí là các bạn còn biết đến cái thương hiệu Muji này trước khi mà nó có mặt tại Việt Nam nữa cơ. Tại vì đối với các bạn mà hay đi du lịch nước ngoài ấy, đều bắt gặp những cái cửa hàng của Muji rất là lớn ở trong những cái trung tâm thương mại. Thì hôm nay chúng mình thử đi một vòng xem là store Muji ở Việt Nam thì có những cái sản phẩm như thế nào nhá. Đầu tiên vào ở tầng 1 thì sẽ có một khu vực là bán quần áo nam và nữ. Ở đây thì mình thấy đa số là áo thun rất là nhiều. Về kiểu dáng và chất liệu của Muji ấy, thì có thể nói là nó kiểu dáng đơn giản. Và thậm chí nó còn đơn giản hơn Uniqlo nữa. Uniqlo thì thỉnh thoảng các bạn còn thấy một số những cái thiết kế thời trang. Còn ở Muji thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Đa số là những cái loại quần áo rất là basic thôi. Áo thun trơn này hoặc là kẻ sọc này với chất liệu thun, với một cái mức giá thì mình cho là nó cũng khá là mềm, khá là ok so với chất lượng. Tất nhiên là khi mà nếu mà bạn nào muốn lựa chọn những kiểu dáng phong phú đa dạng của thời trang thì mình sẽ không có lựa chọn thời trang ở Muji rồi. Thế nhưng mà về chất lượng thì mình nghĩ là mình đánh giá khá cao về chất lượng quần áo ở đây. Ngoài áo thun ra thì còn có cả áo sơ mi nữa, với những cái loại thiết kế cũng rất là đơn giản thôi, kiểu sơ mi trơn với một số những cái màu dễ ứng dụng hàng ngày. Bên cạnh quần áo thì cũng có một số những cái phụ kiện thời trang giống như là túi xách này, giày dép. Như các bạn thấy ở đây thì chung tất cả mọi cái thiết kế nó đều rất là đơn giản luôn, rất là basic luôn. Và nó thường là một cái màu trơn thôi, không có hình in, không có họa tiết gì hết. Thì bên cạnh những sản phẩm quần áo may mặc này thì Muji còn có rất nhiều sản phẩm để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như là ở khu vực này thì có chiếc khăn tắm này. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình ấy thì mới đầu mình không đánh giá cao lắm, tại vì sơ thì nó chẳng khác gì những khăn tắm mình mua ở ngoài siêu thị đâu. Thế nhưng mà sau khi mà mình sử dụng và mình giặt nhiều lần ấy thì mình cảm thấy là vẫn rất là mềm, rất là bông, rất là êm luôn ấy. Thì mình rất là đánh giá cao về chất lượng khăn tắm của Muji. Họ còn có một số những cái thiết bị sử dụng trong khu vực nhà tắm này, bông tắm và rổ để mình đựng quần áo ở trong phòng tắm ấy. Ngoài ra thì ở khu vực ở dưới tầng trệt thì họ có trưng bày một số những cái văn phòng phẩm ở dưới này, ví dụ như là sổ và bút này. Thì đấy là một số những cái sản phẩm mà họ trưng bày ở dưới tầng 1. Và mình cùng nhau lên lầu 2 để tiếp tục khám phá xem Muji họ còn trưng bày những cái sản phẩm nào ở trên này nhá. Ở đây thì mình đi thang bộ lên các bạn ạ. Trên lầu 2 thì họ sẽ có một cái khu vực rất là rộng mà họ trưng bày về những cái sản phẩm là quần áo để mặc ở nhà và quần áo mặc lót ở bên trong. Ví dụ như là đồ lót của nam, nữ này và đồ ngủ của nam và nữ luôn. Về kiểu dáng và màu sắc thì thực sự là không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng mà những người mà tìm đến và sử dụng cái thương hiệu Muji ấy, thì mình nghĩ là họ đều chọn là chọn cái chất lượng của nó. Họ đánh giá cao về chất lượng của nó khi sử dụng. Ở đây có rất là nhiều những cái bộ pyjama này, dạng áo quần hoặc là dạng đầm cũng có. Thực tế mà nói, nếu mà bảo là mình mặc mấy bộ này thì mình cũng không thích lắm đâu. Tại vì cá nhân mình thì mình sẽ không lựa chọn mặc những cái bộ đồ ngủ mà nó kiểu ngủ dài chân dài tay này đâu các bạn ạ. Tại vì cho dù mình có mở máy lạnh đi chăng nữa thì mình vẫn cảm thấy là nó nóng nực và nó hơi bị vướng víu ấy. Có thể là do mình không quen, có thể là có một số bạn sẽ thích những cái bộ nào này và mặc quen rồi sẽ thấy nó thoải mái. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích những cái bộ mà nó ngắn tay ngắn chân hơn, mình cảm thấy thoải mái, co duỗi hơn ý. Ngoài đồ quần áo người lớn thì Muji còn có cả đồ cho trẻ em nữa nha. Mà mình thấy cũng y chang hao hao nhau à. Thí dụ như là nam này, nữ này và con nít này thì đều là sử dụng cùng một là chất liệu vải, cùng những cái màu sắc như thế và cùng những cái thiết kế như thế. Nó giống như là nó chỉ khác form và khác size thôi ấy các bạn ạ. Cho nên là nếu mà ai ưa chuộng Muji thì sẽ rất là dễ là mua đồ. Cái khu vực vớ của Muji thì nó rất là rộng nha các bạn. Ngoài ra thì Muji còn có cả giày dép nữa. Thì Muji còn có một cái đặc biệt nữa là họ bán các thực phẩm nữa, có rất là nhiều loại. Thí dụ như là các loại nước sốt đóng bịch này, rồi là bánh kẹo này, đồ khô này, rất là nhiều thứ luôn. Mình từ từ đi xem ở đây nha. Ở
Quầy này là các túi sốt gia vị này, mình có thể quay lên xong đấy mình ăn trực tiếp với cả mì hoặc là cơm. Còn bên này là kẹo, mình thấy giống như là marshmallow vậy đó, nhưng mà nó là màu trắng. Cái này thì mình nghĩ là có thể phục vụ cho các bạn thích nấu nướng, mua về để làm nguyên liệu nấu nướng hoặc là ăn trực tiếp cũng được. Còn bên này thì có cả sô-cô-la. Nói chung là các loại bánh kẹo hết các bạn ạ. Mình thấy thì toàn là những cái loại bánh kẹo và thực phẩm của Nhật hay sao ấy. Ở đây là sô-cô-la, rất là nhiều sô-cô-la. Đây có cả bánh quy nữa. Ở đây có các loại hạt này. Xong rồi kẹo dẻo này. Kẹo dẻo đúng nhỉ? Kẹo ấy, mình cũng chẳng biết là phải kẹo dẻo không. Rất là nhiều loại kẹo, bánh kẹo mà lạ mắt các bạn ạ. Cái bạn nào mà kiểu gu ăn hàng ấy thì mình có thể tới đây để mình thử những cái loại bánh kẹo mới. Ở đây còn có cả snack mì gói nữa. Mình rất là thích cái này luôn ấy. Ở đây có vị tôm yum này, ăn rất là bắt mồm luôn ấy các bạn ạ. Rất là nhiều những loại nước sốt ở đây thì mình nghĩ là cái này phục vụ cho những bạn mà kiểu như là có cuộc sống một mình ấy, thì để nấu nướng ấy, tiện lợi thì mình có thể mua những loại sốt này về, xong sau đó mình dùng microwave hay là mình có thể làm nóng nó lên và mình ăn kèm với cơm. Ở đây thì là sốt dành cho mì Ý này, thì mình cũng làm nóng nó lên, sau đó là mình luộc mì Ý và mình trộn vào mì Ý mình ăn thôi, rất là tiện lợi. Thực ra mình cũng chưa thử những cái loại này cho nên là mình cũng không biết là cái vị của nó là có ngon hay không ngon, thì mình cũng không thể review cho các bạn được. Bạn nào đã ăn rồi thì comment cho mình biết rồi nhé. Ở đây thì có một số loại đồ khô nữa này, giống như là khô mực này. Khô mực cắt và khô mực xé kiểu này, khô mực xé kiểu kia các bạn ạ. Rất là nhiều các kiểu xé khô mực ở đây. Và được đóng gói trong bao bì, sạch sẽ, gọn gàng. Theo cá nhân mình thấy thì những cái gói khô mực này ở đây nó nhìn có vẻ hấp dẫn đi, nhưng mà nó đóng gói hơi ít các bạn ạ. Nếu mà kiểu cái nư của mình mà ăn thì chắc là phải một lần phải 10 bịch như thế này mới đã. Cái nư của mình, mấy cái bịch khô mực này nhìn thì nó ít như là để mua về để trộn bánh tráng ấy. Không thể nào mà đủ để nhậu được đâu. Ở bên trong khu vực này thì họ có cả chăn ga gối nệm này. Và mình tới khu vực họ trưng bày những cái kệ mà để trang sức. Nói là để trang sức thôi nhưng mà nó cũng rất là đa năng ấy. Mình thấy là có rất là nhiều những cái bạn KOL review những cái chiếc hộp này. Tại vì nó rất là tối ưu, tại vì mình có thể mua xong rồi mình ghép mà mình tùy biến nó theo như là cái mục đích mà mình sử dụng ấy. Tại vì họ bán rời ra từng khay như thế này này, thì cái mục đích của mình sử dụng là như thế nào, mình cần hộp to hộp nhỏ như thế nào, mình mua về mình tùy biến cho nó phù hợp với không gian của mình ấy, thì nó cũng khá là tiện ích ấy. Ở đây bán cậu có cả đồng hồ nữa này. Những thiết kế ở Muji thì rất là đẹp nha. Mình thấy là nó vừa có tính ứng dụng mà nó có vừa đảm bảo được cái sự thẩm mỹ để decor trong cái nhà của mình nữa. Nếu bạn nào mà thích phong cách tối giản thì mình nghĩ là sẽ rất là ưa chuộng những cái thiết bị nội thất của Muji ấy. Những chiếc giỏ mây này cũng rất là hot này. Mặc dù là giá của nó cũng không hề rẻ đâu. Thế nhưng mà mình có thể vừa sử dụng và vừa làm để giống như là một cái vật decor trong nhà của mình ấy. Ở đây lại có rất là nhiều những cái loại khay nhựa, hộp nhựa khác nữa. Ngoài ra thì ở Muji họ còn bán cả những cái đồ dùng thiết bị sử dụng trong nhà bếp. Giống như là dao, nĩa, muỗng này, rồi là chén dĩa, các dụng cụ để phục vụ cho việc nấu ăn.
nhìn tất cả mọi thứ đều rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà mình nghĩ là chất lượng nó cũng sẽ khá là ok ấy. Ở đây có bán một cái thiết bị rất là lạ lùng, nhìn thì mình cũng chưa hiểu là cái gì, đến khi mình xem lại clip mình cũng chưa hiểu, mình cũng không nhớ nó là cái gì nữa. Đố các bạn là cái gì luôn. Nó rất là xinh xinh, nhìn nó hơi giống như là nhẫn bố lạc da của mấy cái vị hoàng tử ngày xưa ấy. Thế nhưng mà nó là một cái đế để đựng bàn chải các bạn ạ. Nói chung là những cái thiết kế của Nhật nó cứ một chút vậy đó, nhỏ. Nói chung là nó cũng tinh tế nhưng mà nó cũng rất là hài hước, rất là buồn cười. Ở đây thì ngoài những cái đế để bàn chải như thế này thì họ cũng có một số những cái loại bàn chải với những cái đầu bàn chải nó rất là kỳ lạ. To có, nhỏ có, vuông có, tròn có, rất là buồn cười luôn ý. Nếu các bạn nào tò mò thì mình có thể mua về để sử dụng và trải nghiệm ha. Ở đây họ có bán cả khẩu trang này, khẩu trang vải, khẩu trang giấy, một số loại khẩu trang mà thông dụng ở đây. Nói chung là mình thấy cái store Muji họ bán đầy đủ hết tất cả mọi thứ luôn ý. Rất là nhiều những cái thứ nhỏ nhỏ. Ở Muji họ bán rất là nhiều các loại tinh dầu để xông và máy xông. Đây là một chiếc máy để xông tinh dầu mà cái loại nhỏ, họ có một cái loại lớn hơn nữa. Và các chai tinh dầu ở đây thì rất là nhiều mùi luôn, và mình có thể tha hồ mình lựa chọn. Rất là nhiều những cái bạn hot beauty blogger recommend cái nước hoa hồng của hãng này vì nó rất là dịu nhẹ, rất là dễ sử dụng, và hơn nữa cái giá thành của nó không hề cao. Nếu mà bạn nào mà đang tìm một cái loại nước hoa hồng thì các bạn có thể thử của Muji nha. Ở trên lầu 2 thì cái khu vực văn phòng phẩm á, được trưng bày nhiều hơn. Bút viết này, ngoài ra còn có rất là nhiều thứ giống như là dao dọc giấy này, giấy nốt này, hồ dán này. Và như các bạn thấy là đa số những cái màu sắc của nó đều là màu trắng này, màu xám này, màu trong suốt này. Nhìn rất là tinh tế luôn. Ở đây họ còn có bán cả những cái con dấu nữa. Tuy nhiên là mình không biết ở đây họ có nhận custom những cái con dấu này theo như cái hình và những cái text mà mình muốn hay không. Nếu mà có cái dịch vụ như thế thì mình thấy cũng khá là hay. Thế mình nghĩ là chắc là có chứ nhỉ. Và mình xin kết thúc clip này ở đây nha. Hy vọng đã mang đến những thông tin thú vị cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Lucky London để cùng mình đi đến những địa điểm khác hay ho hấp dẫn hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.